sốt bỏ lò các bạn nhá. Sốt bỏ lò dành cho các món bỏ lò nhá. Hành tây, cà rốt các bạn thái hạt lựu nhỏ nhé. Cái này là chi nhá. Cái này là phô mai mozzarella nên cái này rất khó tan, nên các bạn trong quá trình làm thì các bạn phải thái nó mỏng ấy. Thì để khi vào nhiệt nó dễ tan hơn nhé. Thì không nó sẽ bị vón hòn vón cục ấy. Đấy nhá, cái này thì các bạn này cắt thái mỏng mỏng như này này. Thì để quá trình mình vào nhiệt nó dễ bị tan hơn nhé. Bơ thì ở đây là bơ lạt. Còn các bạn nếu có dùng thì có thể dùng hai hình thức, đấy là bơ Pháp, nếu mà ăn tăng độ ngậy hơn thì các bạn có thể dùng bơ Pháp nhé. Bơ Pháp để bơ để tan nhanh, nếu như các bạn ở nhiệt độ cao mà bơ chưa tan kịp thì nó sẽ dễ bị cháy ấy. Thế nên là mình cắt ra để bơ nó tan đều ấy, nó không bị cháy bơ nhé. Đây là như lúc nãy Sơn giới thiệu ấy, cái này là cà rốt với cả hành tây mình thái nhỏ để tăng cái độ ngọt cho sốt nhé. Bơ, đây là muối tinh, đường nhé, bột mì, đấy là phô mai mozzarella nhé, kem, sữa tươi. Đấy, bây giờ Sơn sẽ vào hướng dẫn cái cách mà mình làm cái sốt bỏ lò nhé, để làm cho trong hàu bỏ lò phô mai nhá. Đấy, trước tiên thì các bạn cho cái chảo này nó nóng lên trước nhá. Cái bơ này thì quá trình mà xào thì cái bơ này mình nhỏ lửa thôi nhá, không là nó sẽ cháy bơ, nó chuyển sang một nó bị tách dầu ấy. Cái khâu mà đánh sốt bỏ lò này quan trọng nhất là cái xào ru nhá. Ở đây ở nhà hàng thì Sơn đánh số lượng nhiều ấy, còn nếu như các bạn mà đánh ở nhà mà muốn làm ở số lượng bé thì Sơn có chia định lượng nhỏ, Sơn để ở phần mô tả nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy lửa nhỏ này. Sau khi bơ nó tan thì mình sẽ xuống bột mì từ từ nhé. Các bạn nhớ xuống từ từ thôi chứ không xuống nhiều là nó vón cục lại đấy. Quá trình sau khi xuống bột mì rồi thì mình lại tiếp tục nhỏ lửa. Ở quá trình này thì xào cái bột mì cùng với bơ khi nào để cho cái bột mì này nó thơm ấy. Thì quá trình lên cái sốt các bạn mới nó mới mịn cái sốt, thứ hai nữa là cái sốt nó mới thơm được. Nhớ là nó có tinh bột nha, nên các bạn khuấy đều này, không là nó sẽ bị cháy ở dưới này. Sau khi mà cái bột mì mình xào ấy, đây là, các bạn nhìn thấy nó chuyển sang cái màu vàng nhẹ nhá. Nó vàng nhẹ thì lúc đấy bột mì được nhá. Sau khi bột mì được này thì mình sẽ cho cà rốt với cả hành tây mình thái nhỏ và mình xào nhá. Còn nha, còn nha. Được chưa? Thế nhỉ? Mình xào quá trình này nhớ là các bạn xào khi nào mà nó gieo lại cái này này. Nó gieo cái hành tây và cái cà rốt là được nhá. Bình thường mà để bỏ lò của tôm hùm thì mình sẽ cho thêm cả cần tây và hạt ô liu đen đấy. Nhưng mà mình bỏ lò của hàu ấy thì mình làm sẽ đơn giản hơn. Các bạn nhớ là không nên cho hạt nêm nhá. Vì cái này nếu mà nguyên bản của Âu ấy thì người ta không có hạt nêm đâu. Nên một số các bạn của Á các bạn đánh thì toàn cho hạt nêm với cả bột gà. Nó rất chi là khó ăn ngang ấy. Thế nên cái này chỉ các bạn làm mặn chỉ bằng muối tinh
và dịu của độ ngọt bằng đường, thế thôi. Cái củ quả sau khi mà cái hai cái nguyên liệu này nó gieo lại nhá, gieo lại thì mình sẽ cho sữa trước. Quá trình này các bạn đừng có cho kem trước nhá, tại vì kem nó hình thức đặc ấy. Đấy, mình cho sữa, cho đồng thời là mình khuấy đều cho nó tan hòa quyện cùng các cái nguyên liệu này này, nó tách ra chứ không này nó sẽ bị vó nôn. Đấy, các bạn thấy nó bột mì nó nở ra chưa, bột mì nó nở nó đặc này. Đấy, nên các bạn phải cho khuấy đều nó để nó tan đều ấy, tát nó lên nó sốt nó không bị vón hòn ấy. Ê, Sơn đánh số lượng nhiều nhé các bạn, đừng ngợp nhé. Ở nhà hàng mà, nhà hàng đây là mình đánh số lượng nhiều. Sau khi cho hết sữa tươi và đánh được đều này, nó không còn vón cùng nữa thì mình tiếp tục cho kem vào nhé. Quá trình này thì các bạn vẫn để lửa bình thường nhé, để lửa để cho mình vừa khoáng nó vừa sôi luôn đấy. Quá trình này thì sau khi cho hết các nguyên liệu thì các bạn còn tiếp tục cho muối nhé, muối này. Đường nhé. Và cuối cùng là mình sẽ cho phô mai. Mình khoáng thế nào mà nó sôi ấy. Nó sôi nó sẽ tự đặc lại. Nó sẽ tự đặc lại nhá. Thế là cái phô mai này nó tan ra này. Và bột mì nó nở thì nó sẽ đặc lại. Thì rất dễ bị cháy nhá. Rất dễ bị bén ở dưới ấy. Nên các bạn lưu ý là nếu mà đánh số lượng nhiều nhá, thì các bạn phải thật sự để ý này, nó có bột mì ấy, bột mì với cả kem nó cũng dễ bị cháy. Đấy, các bạn nhìn thấy nó tan này, nó tan này, nó kéo sợi này. Sợi nhìn này không, đúng kiểu phô mai chưa. Đấy, đấy, sau khi nó sôi, nó gần sôi nó sẽ tự nó đặc lại, vì mình có công thức mà. Thế nên không lo loãng với lo đặc quá đâu nhá. Đấy. Đấy, sau khi sốt sôi như này là được các bạn nhá. Sốt sôi thì các bạn cứ để lâm râm sôi khoảng 1 phút sau ấy, để cho cái sốt nó được nhuần và các bạn bảo quản được lâu ấy. Như này các bạn bỏ trong tủ mát các bạn làm ấy, thì có thể dùng được tối đa nhất là khoảng 3 ngày nhá. Sang ngày thứ tư thì sốt bắt đầu không được, nó sẽ bị tách sốt. Thế nên nếu mà sử dụng lại thì các bạn phải đun lại nhá. Đấy, đây là sau khi sốt được hoàn thành thì mình sẽ cho vào trong hàu hoặc tôm hùm để mình bỏ phô mai lên và mình đun vào lò. Video tới thì mình Sơn sẽ hướng dẫn cái cách mà làm hàu với cả sơ chế hàu và làm cái hàu bỏ lò phô mai nhá. Chúc mọi người thành công nhá. Đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ Sơn nhá. Thấy hay thì chia sẻ và nhớ thả tim để cảm ơn nhá. Chào mọi người nhá.